Để, trong trong khi chờ đợi thì Dung kêu Phương Dừa khám thì khám luôn, tại vì Phương Dừa cũng chia sẻ bà con cô bác là từ hồi nhỏ tới lớn là không ai đụng tới răng của Phương Dừa, chưa bao giờ khám răng luôn, chỉ có Phương Dừa tự bẻ răng Phương Như vậy là không có ổn rồi đó. Dừa. Bữa anh bị mẻ một xíu, anh tính mới mới mẻ nó sẽ bị nhức nhức, Dạ. cái anh hỏi nên tính đi trám, Dạ. xong cái bận quá cái từ từ cái nó quen á, Bình cái thường không á là 6 tháng mình phải có đi mổ răng lên khám một cùng, lần. nó bị mẻ. Dạ. Anh chưa bao giờ bị đau răng luôn á, chắc Và răng cũng tốt mà. anh nghĩ là không cần phải khám cho tới khi Thì nào mới đó cần đến phòng bởi vậy da đúng mình không? trước giờ mình cứ suy nghĩ cái gì cũng vậy, mình đợi tới khi nào nó đau mình đi khám, đi gặp bác sĩ, Dạ. giống như khám định kỳ cũng vậy, khám sức khỏe định kỳ cũng rất là quan trọng, mình nên khám định kỳ hàng mỗi năm một lần hoặc hai lần để theo dõi. Thì đúng rồi. Anh Cường ngồi sát vô. Anh Cương ngồi sát vô tí. Răng cũng vậy luôn, ví dụ Răng không cũng không phải bệnh định không kỳ 6 tháng một rồi lần. nó không bệnh thì tốt, thì mình đi vệ sinh răng thôi. Dạ. Để ví dụ có cái vấn đề gì nhỏ nhỏ thì mình khám luôn. Bác khám đi. Dạ. Bác kêu ghế Bác bác sĩ khám trẻ quá. Dạ. Nhà yeah, mắt mấy Em bạn hạ nữa. cái ghế nha mày. À. Dạ. Con tự động luôn hả? Dạ. Đã quá. Bữa nay anh dẫn trà sữa với Thái Vĩnh vô khám, thì sợ không biết tụi nó sợ không? Không, em có bác sĩ Nhi á, tiến sĩ răng hàm mặt răng Tiến trẻ sĩ em luôn luôn hả? á, Thế bác sĩ giỏi không trời? mà bác sĩ cực kỳ nhẹ nhàng luôn, anh đưa trà sữa đồ qua là nó mê bác sĩ liền Đi hả? á. Giờ khám sao bác khám đi bác, Dạ. đừng làm chung chung sợ. Rồi bây giờ em khám. Chắc lâu không cạo ra răng thì nó cũng sẽ không có sạch lắm. Dạ, rồi Không anh khám sao. em giùm em ha. Ồ, dạ, hôm qua về đi khâm răng nhưng mà răng tốt lắm. Màu răng đẹp ghê Chỉ á. có vui răng thôi. Cỡ lắm hả? Dạ. Vui răng nhiều thôi, chứ răng tốt quá. Ừ. Đây, có cái này sâu ha. Có cái cần nó được nẻ. Cái này bị sâu này ha. Sâu Có hả? cái răng nanh luôn này. Răng số 3 á. Ờ, Rồi răng số răng. 3 bị sâu quá. Dạ, răng đó là mình cắn xé cái Dạ. răng này. Dạ. Cái này thì mình chán thôi nó được rồi. Có cái nào cần nhổ không bác, nhổ lần hai ba cái. Răng của anh Cương thì Ân khôn ở răng khôn của anh mọc thẳng nên mình không cần phải nhổ, à, cứ răng khôn xem nó thôi. khôn quá Dạ. sợ Rồi nhất răng khôn một một ngu. răng khôn mọc thẳng luôn, ít ít người răng khôn mọc thẳng lắm, còn đa phần là người ta mọc nó bị xéo bị nghiêng không à. Bốn cái mọc thẳng hết Cái luôn này hả bị bác? mẹ đúng không Có anh? cái Dạ. mẹ Cái này bị mẹ thì mình không 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 cần không cần xử lý cũng được nha, nó mẹ một chút xíu em à, láng, thứ lát nữa em làm láng là được ha, à, mài cho nó bán chứ nữa nó không bị sâu. tại nó hơi cộm cộm. Dạ, anh chỉ có cái răng số 3 đây nó bị sâu thôi ha, thì cái này mình chán thông thường là được ha. Số 2 rồi cạo vôi răng thôi, thì Sao nặng đó không mức độ nhẹ. à, Dạ, sâu à. sâu ngà thì mình chán bình thường ha, Rồi, không thôi. cần làm gì, mình chỉ vệ sinh cái lô sâu đó xong rồi mình chám ha, mình chăm thẩm mỹ luôn đối với cửa ha, thì nó giống y như cái màu răng của mình. Dạ, Dạ. và không ai biết được đó là cái răng nó sâu hay không. Dạ. Thì răng của anh Khương nhìn chung ha thì răng tốt, không có vấn đề gì, chỉ có vôi răng nhiều. Do Ủa anh hồi xưa giờ không cạo đâu. anh hồi xưa giờ chưa có đi Dạ. cạo và đưa chưa có đi vệ sinh răng Dạ. và không có đi khám định kỳ ha. Thì Rồi bây giờ anh Hương cứ 6 tháng ghé em lần. sáu tháng em lần Dạ. anh À không, 3 tháng ghé lần ba đi. tháng em lần Ừ. Tiện á, cứ đi đi đâu đi ngang xong ghé vô xong rồi em vệ sinh luôn. vệ sinh cầu vôi răng đánh bóng thôi ha, Dạ. chăm sóc Giờ răng làm cho luôn nó quá. tốt. Dạ bây giờ em làm cho anh luôn ha, Dạ. rồi cầu vôi trước xong rồi chăm răng sau ha. Đau quá. Chăm xong rồi mình sẽ đánh bóng luôn. Dạ Đau không không? có đau, lần đầu tiên thì mình cào vôi răng thì Như răng anh gì chắc nó cảm giác khỏi thì xứ xíu gì không? thôi Dạ. Ừ, xứ răng gì anh không? đẹp Đau. rồi, chắc rồi Ờ. răng đẹp, với lại răng Tại. thật lúc nào cũng tốt Ờ. hơn răng sứ chứ. Ờ. Ừ. Dạ, trừ khi nào mà răng bị nhiễm tê tra hay gì đó thì Ừ. em mới làm răng sứ thôi. Dạ. Răng của anh tốt lắm, nhiều người mơ ước cũng được á. Cảm ơn bác. Dạ. À, có nhiệt đỡ cho Mày cha anh mẹ điểm. sinh Dạ. ra nhìn được cái hàm răng nó cũng đỡ tốn tiền ha. Dạ. Thì chứ bộ. Có cái hàm răng là thấy cũng lời rồi đó. Bây giờ là mình có được cái hàm răng này với cái mũi đỡ đỡ nó cũng đỡ nhiều cầm đồ nữa. Dạ. Em thấy nhìn tổng thể là đẹp mà. Nó không đẹp nhưng mà nó cũng xài được. Bây giờ nhổ hả bác?
Vậy nhổ vậy mới em nên đạp em mới gớt. Bây giờ mình phải tính ra gì? Cần ghẹo nó. Đạp cần em mới ra bay qua cửa dính nhách luôn. Hồi hộp lắm nha. Anh coi vậy chứ anh nhát lắm. Dạ. Anh Khương thì có 4 cái răng khôn nhưng mà răng này răng. Răng khôn thiệt đúng không? Dạ. Ở khôn, răng khôn vậy mọc đủ cho ta? Dạ đủ rồi anh. Đủ hả bác? Dạ. Của anh là 32 cái đủ tròn luôn á, không dư không thiếu ha. Mà mọc thẳng đều. Hình luôn. Dạ. Bởi vì anh ăn đồ cứng dữ lắm. Em dạ. em nói những người mà bốn cái răng khôn mọc thẳng á là thứ nhất là tính tình hiền hậu nè, thứ hai là hiếu thảo nè. Ừ. Thứ ba là được nhiều người thương nè. Ủa vậy thiệt luôn hả? Em vậy luôn hả? Em nói em hả? Bà chủ dễ sợ thật chứ. Rồi em thường thích nhích người cao lên xíu nữa cho thoải mái ha. Nằm đầu lên đây. Đúng rồi. À. Giờ anh há miệng to. Càng to thì em sẽ làm càng dễ hơn và vệ sinh sạch hơn ha. Rồi anh nghiêng qua đây xíu ha. Há miệng anh. Có ói không? Không, trong quá trình làm á, anh thấy khó chịu như thế nào anh giơ tay lên em ngưng rồi mình cúp miệng ha. Em làm nha. À. Em ghẹo vậy thôi, bình thường không có gì hết á. Thì thông thường thì cứ chạy 6 tháng. Ê lắm rồi. Không có chịu gì anh Phương giơ tay lên. Ừ. Hớt nước à? Dạ dạ, được rồi nha. Được, đúng rồi. Cái này chị dùng cái hơi lưa, hơi nước để mình... Dạ. Châu âm thôi. Mình lấy cái màng bám đó thôi. Chỗ nào có màng bám thì mình lấy. Không có thì thôi đi. Anh Hương thấy gì vậy? Anh Hương thấy Aaron thấy gì? Có Aaron. Không có thì thẳng ra. Nước ứng nước được không? Nước ứng được không? Không ra cả rồi ứng nè. Không, bàn hút hút hết rồi. Không sao. Anh cứ thở bằng mũi là được ha. Ê quá thì em để giảm cái đồ rung lại. Hết nó kệ mình. Cho nên bác sĩ nha khoa cũng dễ tâm gái lắm rồi. Giờ lúc làm thì mình cứ nói chuyện đi. Khi mà mình nói chuyện mình tán thì mấy cô cứ giật giật không rồi. Anh phản ứng được. Dạ. Màu răng đẹp quá bác nè. Dạ, màu này cũng tương đối trắng là màu hai á. Màu trắng á chứ. Dạ. Răng tự nhiên như vậy là quá đẹp luôn á. Chắc anh hay nghe chương trình hả? Ừ. Anh cũng hay nghe chương trình hả? Ừ. Thế răng nó cũng mờ mờ một chút á. Ừ. Cái này đẹp lắm, không có làm răng xấu đâu. Ừ. Đẹp. Răng xấu mà màu đẹp rồi. Dạ. Thật rồi nha. Nếu nhìn hợp với con mặt nó như khi mình làm răng xấu xong cái nó bị mất cái duyên nó chị. Mất duyên. Dạ. Ừ. Đẹp thì đẹp thật nhưng nhiều lúc nó không có cái duyên là cái lúc ăn đầu rồi. Có nhiều người thì răng xấu làm lên đây từ cái duyên rồi. Cạo cạo cái răng nha. Dạ, đây là cạo cái răng. Cạo răng nhiều lắm á. Ừ, cạo từ nhỏ lớn cạo cạo. Mình tính vậy thôi, răng miệng rồi nó cứng án chưa. Dạ. Không, tại 6 tháng một lần ghé với nha khoa cạo. À, bà con cô bác đang xem kênh cũng vậy nữa. Khi mà miệng của mình phải chú trọng như cái việc này. Đây là con cô bác có đăng ký thẻ thành viên á, được miễn phí cạo hả? Có, tháng hơn. Ngày 15 hàng tháng là có cái chương trình và khám thiện nguyện á. Ừ. Ngày 15 là được cạo cái răng miễn phí nè, lộ răng miễn phí nè. Ai cũng vậy hả? Ai cũng được hết á. Chứ không nghèo không? Không cần phải là hộ nghèo, thay vì là em đi từ thiện ở đâu đó. Ừ. Bao nhiêu phước? Thì em làm trực tiếp ở đây luôn. Có nghĩa là mọi người đến đăng ký đủ số lượng thôi, lần này em chỉ phục vụ được khoảng cỡ 200 người đổ lại thôi. Ừ. Thì đến ngày hôm đó đến là được làm răng khá lắm. Ừ.
được cả bơ răng, được gọ răng, được cám răng miễn phí. Không cần biết là ở hoàn cảnh nào, ai có nhu cầu là đều làm hết. Tháng nào cũng vậy hết, còn ngày 15. Tôi cần tới xe hơi đậu cả kính luôn. Xe hơi à? Xe nào đến cũng tiếp đón hết đó, thậm chí là các cô các chú bán vé số, bán trái cây rồi xe hơi, xe máy ở chỗ nào. Con có bác là tháng rồi tới tháng nha. Dạ. Cái chỗ đó nó vui hơn nhiều anh cô. Có nhiều người đi mới đi cạo vô răng xong rồi cạo hết cái mảng bám chân răng ra thì cứ nghĩ là răng nó bị thô. Tại lâu rồi mình không có cạo nên nó bám đầy vô chân răng. Mà về lâu về dài mà vô răng mà không lấy đi mà nó dễ viêm mũi, nó nhai chua rồi nó sẽ nhanh mất răng. Cũng đỡ sinh. Lần đầu rắn thì nó lâu hơn ha. Dạ, lần đầu lấy da nó nhiều á. Lấy nó lâu hơn lâu. Dạ. Ai xin việc đó ha. Cái miệng cho dễ chịu. Thì khi mà không cạo vết răng thường xuyên thì cái bệnh lý gì nó sẽ dễ xảy ra nhất bác? Dạ, chứ vi trùng, vi khuẩn không chứ. Không, hồi nhỏ anh chỉ cạo bằng cách nào biết không? Anh lấy cái miếng cao của ngoại ăn trầu á, vậy chà chà thôi à. Trời ơi, xài đúng cách luôn á. Chà à. Cao là một, à, lá trầu là hạt lúa, anh lấy hạt lúa anh cạo. Dạ cào. Đúng rồi. Mày chà được mặt ngoài hay chà cho mặt trong? Thì mặt trong mới đầy vô răng kìa. Mặt trong thì không chà được đâu. Dạ. Và thông thường thì... Cho nên mặt trong nó sẽ bị đen. Ừ, nó đen như nó bám. Bệnh nhân nào mà vô răng thì đa số nó bám vào mặt trong thôi. Ừ. Tại vì mặt trong là cái vùng mà... Mặt ngoài thì mình nó răng rồi. Mình khó vệ sinh và vệ sinh không có tới được ha, những cái kẻ răng thì cái vôi răng đó nó sẽ này sẽ được xong được mấy cái hả? Xong được một phân hàm ạ. Ồ dạ. Dạ. Thì vôi răng nó sẽ bám xung quanh cái cổ răng. Bác làm tiếp đi, vừa làm vừa nói. Dạ. thì cái vôi răng nó bám quanh cổ răng đó thì nó sẽ tạo cái viêm nếu trước ha. Trong cái dịch viêm nó sẽ làm cho mình tiêu chưa, thì dần dần cái răng nó sẽ dài ra và nó lung lay ha. Đó. Đó là cái lý do tại sao mà thấy những người lớn tuổi răng người ta càng ngày càng dài ra. Lỏng này nó ê lắm hả? Không có, không có thay lỏng đừng gồng mọi miệng lắm. Hẳn có người ngắm ta à? Nắm tay á hả? Ờ, hẳn có người ngắm ta. À không, dành cho những người lớn tuổi đó anh. Còn bây giờ mà em mà vô mà em nắm tay nữa là xếp vào hội người cao tuổi luôn rồi đó. Cũng giữ gìn vệ sinh răng tốt á. Răng rất là đều nên răng tốt. Ủa anh Thương có hút thuốc không vậy? Răng rất là tốt. Răng mà cứ giữ cho nó vậy là 3 tháng 6 tháng ghé vệ sinh răng là thường á mọi người á, là có cái suy nghĩ là cứ khi nào mà đau răng mới chịu đi nha khoa thôi, chứ còn không có ai mà tự nhiên mà cứ 3 tháng 6 tháng đi khám định kỳ hết á. Thành ra xảy ra những cái trường hợp như là sâu răng quá nặng hoặc là đến mà phải nhổ thôi. Nó bị hơi bị phí.
cho nó vô nhiều không bác sĩ? Vô đi mà bán là xấu đăng cửa hàng dưới là nó vừa thường ai cũng bị bán cho đó hết à, mình đánh răng cho đó mình hay bỏ sót hoặc là mình nên là mất răng một bên á, mình ra một bên á thì bên kia là vô răng nhiều hơn. Dạ. Chẳng hạn ngay nhất chẳng hạn nếu cái nào mẹ mẹ thì mày cho nó nhỏ lại luôn mà mình sử dụng được lâu lắm không chút với lại mình có đánh răng đánh nó cũng đâu sạch ở trong đâu không? Dạ. Anh cũng đánh răng thường xuyên nữa. Không, anh là vệ sinh răng đúng cách, răng mới đẹp vậy đó. Mà nó cũng nó còn mang bám. Kiến á hả hay gì? Thử coi. Còn kiến nữa. Anh nằm xuống đi em đó. Trong mày cong á. Em mới biết sự khác biệt. Nè, anh coi ha, cái chỗ này chưa lấy nè. Anh bỏ gương sang chút, anh nhìn được cái gương nhỏ của em. Đây là chỗ này mình lấy rồi, còn đây chưa lấy nè ha. Nó đen nè, ha. Bằng bám xung quanh. Còn chỗ này mình lấy rồi đó, thì nó sẽ sạch luôn này, trắng ha. Đánh rồi em dùng cái chỗ đánh bóng em sẽ đánh nữa, nó sẽ trắng hết nữa ha. Đây, chỗ này. Để nó. Đó, khác biệt liền. Tại mình không biết cái gì thì mình biết mình làm mới mình theo mình chăm sóc nó kỹ nó quen mà khi vệ sinh thường xuyên thì bác sĩ sẽ nhẹ nhàng hơn không có sợ đau mình chăm sóc sức khỏe mà
và cái thời gian mình làm việc nó cũng ngắn đi. Ừ. Làm định kỳ nó sẽ nhanh hơn. Dạ, bây giờ anh nghiêng đó chứ hàng rồi đúng không? Thả lỏng nghe, mình gọn. Đúng rồi, thả lỏng cơ mặt ra để cho bác sĩ dễ làm. Anh gọn thì anh sẽ bị mỏi. Ừ. Yeah.
con. Dạ, bây giờ hai bé chào con của bác ơi. Bé làm lâu quá và con của bác con sẽ lướt mặt con vừa. Chắc đây là clip con vừa ít nói chuyện nhất. Đây là cái clip mà không nói chuyện được. Cảm giác hàm dưới nó sao? Vôi ghê, ghê trời. Đây nè, cái cục vôi đó. Ừ, nó bám vôi. Hãy chờ thử rồi đúng không? Cứng lắm luôn. Đá hay không? Dạ. Rồi. Trong miệng mình đó, bao nhiêu năm nay. Ồ vậy. Tại vì mình đánh mình chế trà ngoài nó trong thì trà nó cũng có nhiều bệnh nhân mà hút thuốc nhiều ra, cái miếng nó sẽ to hơn, nó còn cứng hơn. Nhiều lúc khi bệnh nhân đang ăn nhai tự nhiên nó bong ra, bệnh nhân cứ tưởng là mình bị bể ra. Nhưng mà thực ra không phải. Dạ. Là cái mảnh vôi là nó bị bong tróc á. Lúc dạ. Chiều tạp. Dạ. Thôi bác, quý bà công chúa anh chị mình cũng nên đi sắp chăm sóc răng miệng. Ví dụ mình có điều kiện thì mình tới đây mình chăm sóc khoảng mấy ngày 15 tháng tháng Dung cũng có những cái suất để mình chăm sóc răng miệng miễn phí á. Mà nhưng ai mà mình dùng được. Nhưng mà mình có điều kiện thì mình nên ủng hộ cô ấy. Dạ, kinh doanh mà. Để gặp cô ấy để nghe cô ấy chia sẻ cái câu chuyện kinh doanh, câu chuyện nghề nghiệp của cô ấy rất là hay. Thôi Phương vừa tiếp tục làm và chào tạm biệt quý bà cô chú. Phương làm vừa làm xong ngày cha Phương vừa làm cái hai cha con đi về đi mua sắm. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ạ.